Bây giờ mình sẽ qua đi xuống nha bạn. Mình sẽ quay thử đi xuống cho bạn xem. Đi lên dốc thì các bạn phải cần nâng chân cao lên và đi. Cần nâng chân cao lên và các bạn đi. Nói chung là sẽ dùng sức nhiều hơn. Nhưng mà khi các bạn đi xuống thì các bạn chỉ đi xuống nhẹ nhàng thôi. Kiểu người các bạn sẽ hơi bị nghiêng xuống. Chân hơi bị nghiêng xuống. Nhưng mà các bạn cảm giác là khi mình đi như vậy thì cảm giác giống như là các bạn cứ nghĩ đi, mình kiểu như là con dốc đó các bạn. Khi mình đi đi xuống thì cảm giác giống như người mình tăng tốc về phía trước. Nó như vậy đi. Đó. Thì khi đi cầu thang đi xuống thì các bạn cảm giác mình giống như mình đang rơi từ từ. Đi xuống sẽ nhanh hơn. Ok. Sắp tới rồi. Bây giờ mình đi xuống có hai bậc nữa thì sẽ tới như vậy. Hai bậc, một bậc nghỉ nha, một bậc nghỉ, một bậc đi. Wow, đằng kia có băng cái đá luôn các bạn ơi. Vừa đi xuống các bạn mệt, các bạn ngồi nghỉ. Đây có rất là nhiều lưu luôn nè. Giống cảnh ngày xưa. Nãy mình thấy mình đi lên đây. Giờ mình đi lên đây thử. Các bạn đi lối này cũng được, mà lối này bít gọi. Khám phá ngôi chùa, chùa Phù Dung cổ tự. Wow. Ồ, đây là ba pho tượng Ngọc Hoàng, Nam Tạo, Bắc Tạo. Thường mình coi phim thì mình nghe nói các từ này rồi các bạn ơi, được nghệ nhân Trung Quốc ứng dụng tuyệt kỹ xảo công trong nghệ thuật tạo hình, sử dụng chia đen làm sượng, kế đến dùng hồ bột giấy thơm cấu trúc phần thân tượng, sau đó xe những sợi chỉ bột tạo dáng hoa văn trên long bào mão miệng, cuối cùng tô son thiếp vàng càng làm tăng thêm phần rực rỡ. Ba pho tượng này cũng được chính tổng binh Mạc Thiên Tích cung thỉnh về thờ tại tại đây vào năm 1752 và đề tự là Ngọc Hoàng Bửu Điện. Wow, rồng này các bạn ơi. Đây là Ngọc Hoàng nè, và có Nam Tạo và Bắc Đẩu. Không biết Nam Tạo bên trái về Bắc Đẩu bên phải nữa các bạn. Không biết mình quay như vậy có gọi là không được không các bạn, kiểu như mình quay mình phải xin phép, mà cái này mình quay đại đấy các bạn ơi, không không hỏi
muốn hỏi thử. Cũng nhầm cái mình không được quay các bạn, kiểu như riêng tư lắm á, nên không nên quay. Còn những cái mà ví dụ như các bạn đi tham quan như vậy thì quay cũng được. Mình mới quay xong, các bạn xem là mình đã quay xong về Mạc Thiên Tích là con của ông Mạc cũ, và bây giờ thì mình sẽ quay một chỗ nữa, đó là mộ của mẹ Nguyễn Thị Xuân, tức là pháp danh Phù Dung các bạn. Bây giờ mình sẽ quay các bạn xem nha. Đây, đây là quang cảnh xung quanh. Đó, như vậy thôi. Nói chung cảnh đẹp. Rồi, giờ mình sẽ đi lên nha. Đây, cho các bạn xem. Những cái miếng gạch như này được cách khoảng cách như vậy.
Đây các bạn ơi, phù dung cổ tự. Còn bên này nữa các bạn ơi. À, bên đây có đi lên được không? Đây, ở đây có để là Lăng Bà, Phù Dung, Từ Thành, Thục Nhơn, Nguyễn Thị Xuân, 1720, 1761, Viên Tích Gầm tháng 2 âm lịch. Vậy là tới gần tháng 2 các bạn sẽ nhiều người đến đây lắm. Hiệu là Phù Cừ. Ok, hiệu là Phù Cừ. Còn đằng kia là Bà Lao Cung Lão, Bà Lão Cung Nhân họ Nguyễn. Các bạn. Quang cảnh ở đây cũng yên bình lắm. Mình sẽ đi lên thử. Này, mình sẽ quay gần các bạn xem. Đây là quang cảnh xung quanh như vậy. Cái dịp mình mới đi qua Hà Tiên này cũng rất là xa như vậy, không có gần. Đi qua Hà Tiên này để gọi là đi du lịch và sẵn có những cái hay hay, những cái mà mình chưa từng biết, và các bạn mà muốn đi hoặc là chưa có dịp đi thì rồi nay thì các bạn sẽ được xem những cái video, tuy không phải là không phải gọi là chuyên nghiệp, nhưng mà kiểu như là mình cũng cũng quay và cho mọi người xem được. Ok, tiếp theo thì mình đi qua bên lăng ông Mặc Cũ. Bây giờ thì mình đang ở trên núi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Đây là số 21 Cai Họ, Trương Huệ Đức, vợ họ Phan. Và bên đây là mình thấy là Nguyễn Hiếu Túc, bà Mạc Thiên Tích. Nguyễn Hiếu Túc, bà Mạc Thiên Tích. Đây. Ở đây có rất là nhiều mộ phần của nhiều người các bạn ơi. Và bên đây là Phạm Thái Vinh, Võ Thị Ngọc Tuyết, trùng tu 19 tháng 9 năm 93. Thì các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đi qua bên kia quay mọi người xem. Nghĩa Túc là vợ của ông Đây, các bạn từ chỗ chùa Phù Du Cổ Tự, các bạn đi thẳng thẳng lên nữa. Sau đó các bạn quẹo phải, các bạn đi vào đây là các bạn đi vào Lăng Ông, là gần với các bạn vào Lăng Ông Mặc Cũ, tức là gần với chỗ quảng trường Chiêu Anh Cát. Và một nơi nữa đó là khu di tích lịch sử
Núi Bình Sang đây nha các bạn. Thì các bạn sẽ cái khu quảng trường và khu di tích lịch sử thì nằm ở trên một xíu, còn đây thì các bạn đi về lại, lùi lại một xíu, tức là các bạn sẽ đi từ đằng kia tới trước nha. Còn nếu các bạn muốn đi lại đằng quảng trường với khu di tích thì các bạn đi lên đó. Nói chung là các bạn sẽ đi lại đây trước và các bạn có thể tham quan miếu của họ Mạc cũ và cũng như là dòng họ Mạc. Thì tiếp theo thì mình đang đi đến một người, đây là Khâm Sai Trường Cơ Mạc Từ Hoàng. Đây là ngôi mộ của ông Mạc Từ Hoàng các bạn ơi. À, ở trên kia vẫn còn ngôi mộ của ai đó các bạn, mình cũng chưa lên trển đó. Đây. Giờ mình sẽ coi nha các bạn. Khâm Sai Trường Cơ Mạc Từ Hoàng. Đây là số 3. Khâm Sai Trường Cơ Mạc Từ Hoàng. Bây giờ mình sẽ đi lại gần một xíu. Đây các bạn. Ok. Đây nha bạn. Mình đã quay Khâm Sai Trường Cơ Mạc Từ Hoàng. Bây giờ mình sẽ đi lên trên đó cho mọi người xem thử cái khu trên đó là ngôi mộ của ai. Bây giờ mình sẽ đi lên để các bạn xem thử. À, mình còn nhớ ra nữa. Ở dưới bên dưới các bạn có những cái ngôi mộ nhỏ nữa. Đó là những ngôi mộ của những sư cô, những người mà mình nghĩ là những người đã làm ở đây các bạn. Còn ở trên này là ngôi mộ của những người gia tộc, kiểu như là dòng họ Mạc. À, đây, bên đây. Bên đây là mộ bà Mạc Cũ, mộ của bà Mạc Cũ. Còn bên đây là à mộ bà Mạc Cũ là các bạn sẽ đi lên trên đó gì á. Ờ đúng rồi, các bạn sẽ đi lên nữa. Vậy là các bạn phải đi lên núi nữa, là lên trên đó. Còn đây là mộ mộ của Khai Trấn Quốc Công Mạc Cũ, là mộ của ông Mạc Cũ nha các bạn.
Số 1. Khai Chấn Quốc Công Mạc Cổ. Đây các bạn ơi, đây là một qua mặt cũ nha. Mình nghĩ sẽ quay bên ngoài các bạn xem nha. Mò mặt cũ bạn lên đây. Đó, các bạn à. Đây là mộ mặt cũ, còn đây là mộ bà mặt cũ. Các bạn sẽ leo lên núi nữa là 300 m, còn đây là cái chòi nghỉ, khi nào các bạn mệt các bạn vào nghỉ. Vậy là mẹ mình mệt rồi. Đó, đây là các bạn đi vợ chồng của ông mặt cũ, thì các bạn chút nữa các bạn sẽ đi lên nữa nha. À không không, mộ bà mặt cũ là đi xuống các bạn. Mộ bà để mình xem kỹ lại. Đây là mộ mộ bà Mạc Mi Cô. 200 m là các bạn đi lên, các bạn đi lên đây. Nhưng mà còn đi xuống thì mộ bà Mạc cũ các bạn đi xuống dưới 300 m. Bây giờ mình sẽ đi lên nữa. Dốc này dễ đi á mà. Dốc này dễ đi hơn dốc bên kia. Ừ. Với lại có tầng núi này nó bằng cỏ dữ đi là cái dốc cao lên nó xây được nha. Nhưng mà tầng núi bên kia không có cái cây dịnh. Tầng núi bên này cũng có. Hey, mình đi sắp lên tới rồi nha. Rồi. Vậy là mình phải đi lên xíu nữa. Nhìn từ góc này các bạn thấy núi rất là hùng vĩ luôn các bạn ơi. Đây. Hình như là mình nghĩ là cái bên đây nè các bạn, bên đây chính là cái chỗ mà phía bên sang để mình đi qua, nghĩ là như vậy. Rồi mình sẽ đi lên thử để cho các bạn xem thử nha. Đó, các bạn cũng rất là hùng vĩ. Mình nghĩ mình sẽ đi lên trển coi thử trước, rồi nếu xong rồi sau đó mình mới đi xuống đây. Trên đó phải chỗ hồi nãy con mới đi mà. Đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng là cái chỗ hồi nãy mình đi rồi các bạn. Đây, hồi nãy là ở đây có một cái học, học đỏ. Và ủa? Có một cái đi lên núi bảnh mà đi qua đây hả? Đúng rồi. Vậy mình không đi luôn. Mình đi len qua. Vậy là nãy mình đi thông thôi được mà. Con không biết nữa. Không tại... biết đâu, phải biết được đi vậy vậy. Nãy con đi đi xuống núi. Còn bây giờ mình đi bật qua đây. Là tức là giữa núi bên sang này với nói giữa núi bên kia luôn. Đó. Nếu mà lần sau các bạn đi,
các bạn sẽ đi lên, thay vì các bạn phải đi nhiều và dài như thế này, nó sẽ mệt. Thì các bạn hãy đi một cách đó là khỏe hơn, thì các bạn hãy đi từ chỗ Phù Dung Cổ Tự, các bạn tham quan chùa Phù Dung Cổ Tự xong, các bạn sẽ đi lên núi này, sau đó các bạn sẽ lên và đi qua bên đây. Thì các bạn không cần phải lấy xe để đi chạy vòng. Bây giờ thì sau khi mình tham gia tham quan một số chỗ rồi, thì bây giờ mình sẽ đi qua bên kia nhé bạn, mình sẽ đi theo cái hướng bên kia để cho mọi người xem tiếp về miếu, về ngôi mộ của họ Mạc. Wow, nhìn rất là dốc nha. Cực kỳ dốc luôn các bạn. Bây giờ thì mình đã đi xuống rồi nha các bạn. Hồi nãy mình đi lên túi anh chưa kia luôn, xong mình đi xuống đây. Ở đây thì mình thấy có một cái mộ là Sông Mộ Bà Cố và ông Cố, con cháu lập mộ ngày 14 tháng 3 năm Thìn 2012. Thì khi mà các bạn đi vào đây thì ở đây có để bảng là chú ý đường chân trượt, xin cẩn thận. Và ở đây còn có để nữa, bên đây là lăng ông Mạc Cũ. Các bạn đi lên 200 m, đi lên dốc này 200 m. Còn bên kia thì cũng có một một gọi là nơi thờ bên kia các bạn đó, ngay cái chỗ mà mấy cái tượng rồng. Và các bạn sẽ qua bên kia để các bạn vái cũng như là thắp nhang. Ở dưới đây thì mình nói trên này trước đi. Ở đây là cái khu mà các bạn ngồi nghỉ ngơi, đi mệt các bạn nghỉ ngơi. Ở đây còn có cái chòi nghỉ nữa nè, các bạn ngồi nghỉ ngơi được. Và còn bên đây thì ở dưới còn có quán nước mà đó, cũng như người bán vé số nè, quán ăn, quán nước và bán vé số nữa đó, nói chung là như vậy. Thì đây là một nơi du lịch, cho nên các bạn có thể tận hưởng một kỳ du lịch tại núi Bình Sang, có thể là mua vé số, may mắn thì sẽ tới mình vào buổi chiều nay, hoặc là ăn uống nghỉ ngơi vân vân. Thì khi mà các bạn đi ở đây có để là lối đi xuống, là các bạn sẽ đi xuống đây nè, đây nè, ở đó có cái bảng để mình phóng to các bạn xem nha. Đây là lối đi xuống nè, các bạn đi xuống thì cái bảng chỉ xuống thì mình nghĩ là đi xuống đây như vậy. Theo như chế mình nói thì được cái núi Bình Sang này thông ra rất là nhiều chỗ như vậy, giống như hồi nãy các bạn thấy đó, là khi mình đi từ chùa Phù Dung Cổ Tự, thì sau đó từ đó các bạn leo lên núi Bình Sang thì các bạn có thể đi qua đây luôn. Nhưng mà mình chưa có biết nên mình đã đi xe máy vòng qua và sẽ mất khá nhiều công đoạn hơn. Còn nếu các bạn biết thì các bạn đi qua đây thì nó dễ hơn rồi. Đó, nên là như vậy. Và khi các bạn đi từ núi Bình Sang, các bạn đi xuống thì các bạn có thể đi qua bên miếu lăng mộ của Mạc Cũ, các bạn có thể vái và thắp nhang.
Đó, nói chung là như vậy, các bạn đi vòng vòng để các bạn tham quan nha.